Hôm nay chợ dạ. vắng rồi cô. Ờ, chợ à. Vắng thường thường mà chợ như tầm là người ta ăn chay rồi, bánh thì ăn chay được á. Dạ. Cái rằm cũng ta chặt chung ta ăn rồi, hôm qua 16 rồi. Hôm nay 16. Ờ, bắt đầu người ta không ăn nữa. Dạ. Hôm qua họ đã ăn nhiều rồi. À. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090-140-9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng, dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Mến chào tất cả quý vị các bạn. Chiều hôm nay bây giờ tầm 2 giờ chiều các bạn. Hiện tại thì hai vợ chồng Kiên đang có mặt ở trên Thuận An, Bình Dương, ở ngay chợ Búng nhé. Hôm nay mình đi qua đây thì đi ngang qua đây đó. Hôm bữa thì mình đi ngang qua đây đó, mình thấy là đây có một cô bán một cái gánh bánh đúc. Nhìn phải nói là cực kỳ hấp dẫn luôn. Trên con đường này thì Kiên có chia sẻ với quý vị một cái món là món cháo gỏi vịt Hòa Lân trên phía kia, và một cái quán chay cũng nằm ở đầu đường như này. Mình đi ngang qua đây thì mình thấy cô bán bánh đúc ở đây cực kỳ hấp dẫn luôn. Thế hôm nay mình quyết định là đi lên đây để quay chia sẻ với quý vị một cái gánh bánh đúc của cô này. Giờ thì chúng ta sẽ cùng lại xem cô bán ha. Đó. Đây các bạn, một cái gánh bánh đúc phải nói là rất là hấp dẫn các bạn. Ở bên trên là có hình như là cải sa bấu. Đó. Ở đây là một phần này là bao nhiêu cô? Ở đây là cô bán là 5.000, 10.000. 5.000, 10.000 thôi, giá rất là rẻ, bình dân các bạn. Ở bên này là một bánh đúc luôn hả cô? Bên này là bánh đúc sa bấu đúng không? Bên này là bánh thường đúng không? Bánh đúc luôn. Ở đây là cô bán lúc mấy giờ cô nhỉ? 2 giờ bắt đầu bán rồi. Bắt đầu 2 giờ là cô bán rồi. Đây, cứ từng khay một các bạn này. 1, 2, 3, 4 này cô có xếp được hai một, và cô đóng bịch sẵn á. Đấy, có anh chị khách đi ngang qua mua thì từng bịch như vậy rất là nhanh luôn. Cái này cô bán mang về thôi các bạn, mang về là chủ yếu. Cái này là cô bán được bao nhiêu năm rồi cô? 22 năm. Cô bán đây cũng mấy chục năm rồi các bạn. Ồ, bên này cũng từng khay này. Bên này là cũng bánh đúc luôn nhưng mà là cái nhân khác. Bên này là nhân của cô là hình như có tép á, mắm cái dạng là tép khô á. Này mình thấy có tép khô này. Có nấm mèo á, nấm mèo với lại tép khô các bạn. Một phần 5.000, 10.000 thôi. Đấy. Các anh chị đi qua ngang qua là cô bán. Nói chung là mọi người mua mỗi lần một bịch phải về nhà thưởng thức ở nhà các bạn. Ở đây cô bán mấy chục năm rồi, cô bán ngay đối diện với lại chợ Búng luôn các bạn. Đối diện từ ngay cái chợ Búng, nhìn qua bên này đường là cô bán ngay bên này luôn. Phải nói là nhìn cái mâm bánh hấp dẫn à. Ở đây là mình ăn là có kèm thêm là có rau thơm, có dưa leo và có giá nha các bạn. Có thêm dưa leo và giá. Với lại nước mắm, ớt. Ở đây là mình đến là cô bán hết là cũng mấy khay rồi đấy. Bán hết mấy khay rồi đấy. Đây là cô cứ cắt từng khay ra hết là bỏ sang bên kia. À, cắt sẵn. Cái này cô gắt sẵn bỏ vô bịch sẵn. Ở Sài Gòn cũng gọi là bánh đúc như này thì cũng mình thấy là ít lắm. Ít ở Sài Gòn rất là ít. Đa số là mấy cái món ở người Hoa người ta bán, cái món gọi là món gì ta quên, tự nhiên quên tên cái món người Hoa bán đó. Em có nhớ không? Cũng ăn nó cũng dạng như bánh đúc vậy này. Cái món người Hoa. Ờ. Đây này, bên này cái khay của cô này em xem. Đó. Đây các bạn này. Thấy không? Mình khay được khay một đó. Cô che chắn sạch sẽ. Ở đây là cô bán. Bán ngoài này cô che chắn rất là sạch sẽ. Nhân này. Ở đây nhân mặn hết rồi đúng không? À.
không nhân thì cải xa bấu này, bên này là tép này, còn bên kia là không ăn không, có ba loại nhân. Ba loại này thì cái nào mắc hơn cô, hay là cứ bán từng phần từng bình rồi? Mua nhiều bán nhiều. Có nghĩa là tùy người thích ăn không này, người thích ăn cải xa bấu này, còn người thích ăn tép với lại nấm mèo này, đúng không? Tùy người á. Không, thật sự là món này mình nghĩ là đầu gặp á. Món này mình cũng nói chủ yếu là chia sẻ để chị. Cái này là bánh đúc theo dạng là theo dạng giống kiểu ngoài Bắc á. Mình biết vậy. Chén mà mình ăn. Ngày xưa mình làm á. Bánh đúc này là ngày xưa mình nấu ở nhà. Cái này bánh đúc có lá chuối là bánh đúc nó bằng nâu hay hay á. Theo từng khay như này đâu. Quê anh là có bánh đúc khay như này này, người ta nấu người ta đổ nguyên một cái khay vậy á, xong nó người sắn bán từng miếng. Hay nhỉ? Vậy là giống như cái này luôn. Đúng rồi, giống như này luôn. Cái này gọi là bánh đúc cái dạng là miếng á. Hay đó, tại vì ở nhà mẹ bánh đúc nếu mà gọi là bánh đúc á thì nó sẽ là theo từng gói lá chuối. Đó, và trong cái màu nó hơi nâu á. Nói chung mỗi nơi làm mỗi khác. Chưa ăn, chắc tí nữa phải thử đó. Mỗi nơi mỗi khác đấy. Thì đây ăn này cô đem cô ta mua mỗi lần là hai loại nhân ở đây. Ở đây là đối diện trước cổng chợ Húng nhà nhà đó, là nhà ở đứng ở cái chỗ mà cổng chợ sau nhìn qua thì tầm khoảng 2 giờ là cô bán nhé. Thì cô cứ đóng bọc bò vọt mà ở đây á, cô làm bán lại nhưng mà che chắn nó rất là sạch sẽ đó, cả nhà thấy không, hầu như cô đóng bọc hết rồi, ai đến là chỉ có là đem đi thôi và không phải đợi lâu và cứ lai ra cứ vài người mua. Mình có thể là ghé cái chợ Búng nha để mình có thể thưởng thức đó. Thì cô bán thì cái này là không tên thôi nhưng mà có tuổi rồi nha. Không tên nhưng mà có tuổi. Cô bán mấy chục năm rồi mà, cô bán ngoài đây là cũng có bạn nhiều, cô bán khách quen, số khách quen đúng rồi, ở đây là khách hàng quen mấy chục năm. Cô cũng đang khá là bận cho nên là cô cũng nói là tụi con cứ chia sẻ thôi chứ. Đây là mình chia sẻ giá nhá, thì mình mua các bạn mua bao nhiêu thì cô cũng bán hết, mà mình ăn thì ăn theo với giá này, với các loại rau thơm nha các bạn. Đó, bây giờ mà ai ăn cay thì mình bỏ thêm ớt này, ớt xay này. Đó. Đây cô bảo một bọc này là 10 ngàn không ba? 5 ngàn. 5 ngàn, 10 ngàn. 5 ngàn, 10 ngàn, nói chung giá bình dân đó. Là bọc này đóng sẵn là 10 ngàn đúng không? Có nghĩa là mua bao nhiêu cô cũng bán hết này. Vậy chắc mình phải ăn thử ha. Để mà ăn thử ra. Cô bán mang về đâu có gì ăn không? Không, mình đứng ăn buffet. Có cái muỗng ăn không cô ạ? Không, cô bán về không ạ? Ờ. Mua mang về thôi chứ đừng đây không có bán. Ờ. Đây là đi này thấy cây. Nhiều lắm nhỉ. Đó. Cứ hết cô đưa lên nhỉ. Đây cái đếm ở cái khay như thế này là cái đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Bên kia 5 nữa là 10. Một ngày cô bán chắc cũng mười mấy khay á. Mà hết là hình cô lại chở ra tiếp. Cái này là ba thấy cái kiểu ăn thì mình ăn giống với bánh ướt rồi bánh... Không, nó bánh đúc thì nó khác chứ. Không, ý là cái kiểu ăn là mình ăn với các loại rau. Thì em ăn thích ăn kiểu gì em ăn. Em mua về thì em bỏ vô cái đĩa xong rồi mình múc mình ăn thôi chứ gì đâu. Đồ ăn thì cũng giống như kiểu là ăn bánh ướt rồi cũng có dưa leo rồi có rau thơm rồi có giá. Năm ngàn, mấy khách mua 5 ngàn. Đó, 5 ngàn là một phần như vậy đó. Nhiều quá. Có muốn đâu mà ăn. Cầm ăn hả? Cầm bịch ăn luôn hả? 20 ngàn bánh đúc thì không? Không,
em xào á, lấy bánh tôm cho em xào. Này con gửi con này. Thật sự Nga chưa ăn đâu, Nga chưa biết hương vị sao. Ăn tại chỗ luôn hả? Ăn tại chỗ luôn. Tại vì cả nhà nếu mà để về Nga nghĩ là nó không còn ngon như đấy, mà Nga cũng biết mà, xin mời cả nhà, Nga ăn thử đó. Bánh trúc ăn với lại cả chà bông. Thực ra trong này anh em nếm này nè, nó cũng khá là vừa ăn rồi. Đó mình muốn ăn đậm đà thêm mình bỏ thêm tí nước mắm, còn ăn vậy là đã có vị ấy nha. Khá hay. Cái bột nó mềm mềm đó, nó tan. Có gì nhỉ? Nó tan trong miệng á. Tan trong miệng luôn. Tan trong miệng luôn. Nhưng mà đối với Nga 5.000 thì là hơi nhiều. 5.000 rồi có bán này chắc phải ăn no luôn chứ, đang nóng hổi luôn này. Không, chắc là 2-3 mẹ ăn không hết. Nóng hổi luôn á. Nhiều lắm. Cô bán cực rẻ nhỉ. Nên với cái giá như thế thì Nga thấy là chắc cũng không chỗ nào có bán 5.000 nữa. Giờ làm gì có cái giá 5.000 nhỉ? 5.000 chắc nhiều đây nếu mà bán bên ngoài này. Đó. Giờ làm gì có giá 5.000 mà cô bán 5.000, nói chung là bán quá rẻ luôn. Sao? Anh có ngán không? Ngán thì không ngán, nhưng mà với suất ăn của vợ mình thì ăn không hết. Nói chung như là cảm thấy cũng kiểu bột gạo theo cái kiểu nó hơi xốp xốp, nhưng mà cũng không phải là xốp đâu. Bánh bò hả? Không. Giống bánh bò không? Không, bột bút chê á. À cái này là bánh bò của chi hả cô? Không, giống bột bút chê á, mặn mặn như em bé ăn vậy đó. À, đúng không? Giống bột bút chi hả? À, còn cái này là anh ấy giống cái trầm đắng hả? Dạ. Không ngờ đâu, không ngờ đâu. Không, mặn mặn. Có nghĩa là cái này mặn 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 mặn. Dạ, cho anh thử nhé. Xin cảm ơn. Tôi cho thử cái bánh như bột em bé hả? À đúng, cái đúng cái hương vị mà quê con ăn nè. Đúng luôn nè. Cái này khác nè, cái này đúng hương vị quê ăn. Thơm á, ừ, ăn thử. À cái này bánh đúc, bánh đúc ở quê á. À bánh đúc ở quê đó, chính xác luôn. Còn cái đó bánh gì? Cái này bánh đúc quá hả? À. À, loại dai loại mềm, loại này loại mềm mà nha. Thảo nào. Loại này là dai này. Tùy vào người thích ăn dai. Cái loại dai ngon á. Loại dai ngon. Em để lấy lại cái loại mềm đó mà. Thảo nào, ăn chưa nhận ra nhưng mà thấy là ngon này ạ. Đây bạn nè. Đây mời các bạn này. Loại này là mềm. Đúng rồi. Ngon nữa, mặn mặn quá. Ăn nó béo béo và nó mềm mềm. Nó tan trong miệng luôn hả? Hơi tan trong miệng luôn á. Nhưng mà bác thích ăn cái vị bánh lúc nào? Anh nghĩ là dài hơn. À, ăn 5.000 dai nữa nhá. Không, không biết. Nhiều quá. Ăn thử thôi cho em nè. Ăn béo thơm nhỉ? Ngon. Không, với ai mà gia đình ai mà ăn nhiều á thì Nga nghĩ 5.000 này nó cũng nhiều rồi. Đó. Còn thường mà mọi người hay mua 10.000. Trời ơi, bự lắm, chắc phải cả nhà ăn luôn. Đó. Ngon. Ngon cất đây. Ăn nữa. Mời đấy. Mà nó thực ra nó béo béo quá à. 5.000 ăn xả láng luôn á. Thực ra cũng không béo đâu, nhưng mà nó mềm á, nó tan trong miệng. Đây mời các bạn nhé. Tập bạn ra chiến luôn nè. Cảm nhận đây. Thì ăn là cái cả chà bấu đúng không? Nó thơm à. Này ăn béo mà nó tan trong miệng. Có bánh đúc dai, bánh đúc mềm. À thế ăn bánh là bánh đúc dai hơn nhỉ? Ngon hả? Ngon. Thảo nào lúc nào thấy khách đông ha. Bữa mình đi qua thấy khách đông mà. Cô bán cái tầm buổi chiều mới đông các bạn. Tầm 4 giờ. 5 giờ. 4 giờ 4 rưỡi. 5 giờ. Giờ tầm gần 3 giờ rồi. Ngon lắm cô ạ. Bên này cũng mềm đúng không? Mềm nhưng mà nó còn rất mềm, cái này mềm.
hai loại bánh mềm, một loại bánh dai. Cái này chay, cái này là chay. Cái này là ăn chay các bạn này. Cái này mặn đúng không? Còn đây này bánh mặn này. Vậy nãy thử miếng cái này. Em mua miếng, em mua cái ăn không? Mà ăn được. Còn 5.000 luôn đi cô. Cái này là miếng vậy là đây này, cái này em ăn em ăn thử cái này đi. Ăn thử đi. Đây 5.000 bánh mặn. Lúc nãy là bánh chay, bây giờ là bánh mặn này các bạn này. 5.000. Này, ăn thử cái bánh mặn xem. Cô bán 5.000 giá quá rẻ luôn. Tay mày dơ rồi. Đó. Rồi. Ăn thử cái bánh mặn xem nào. Đây là bánh mặn nha nhà. Đó. Này, cái nhân này. Nhân tôm nè. Nhân này, nhân nấm mèo. Nấm mèo, tép nè. Ta thử nha. Đây các bạn này. Nấm mèo này ăn giòn lắm này. Nhân tép này ăn thơm à. Ngon. Ăn nó không, thơm nó giòn nấm mèo á. Cốt, cốt bánh thì nó vẫn như nhau. Nhưng mà cốt nó bánh thì như nhân. Nhau nhưng mà khác cái nhân. Đúng rồi. Nhân đó. Bên này ăn nó nhân mặn này ăn nó thơm mùi ruốc á, với lại nấm mèo ăn nó giòn giòn này. Nhân ngon. Đó. Nhân ngon nhỉ? Ăn hết cái nhân từ cái bánh lại. Ngon cả nhân cả bánh mới ngon chứ. Ba lấy ăn bánh không? Mày lấy á? Mày lấy anh miếng này. Nhân ngon kìa. Con này lạ này. Đây cái nhân nè. Lấy cái nhân qua cho. Đây lấy cái miếng nhân vào đây. Ui, cẩn thận. Rồi các bạn nha. Ăn bánh đúc dã chiến ở thành phố Thuận An, Bình Dương. Đây mới làm cả miếng cái này mới ngon này. Nhân này ăn nó ngon lắm. Ngon, lúc ăn cơm. Ngon. Ăn hết miếng cò luôn. Ăn được không? Hai bị chó là ăn no không á? Có 10.000 mà con ăn chắc phải no lắm cô. Bây giờ cô đang đóng bịch. Cái bánh trung dài này ngon ha. À, bánh trung dài này ăn. Không về quê rồi mới nhấp chai này. Nhấp đây 10.000 hay 20 rồi. Này 10.000 mà một bịch này ăn cả nhà ăn một bữa quá. Hôm nay chợ vắng rồi cô. Dạ. Hôm nay 16. Dạ. Dạ. Cô chia sẻ là hôm qua rất là đông, hôm nay thì hơi vắng xíu. Làm món này cực lắm cô nhỉ? Làm này hơi cực cái món này không? Bánh đúc mà. Này cô bán cô cứ bốc nước chừng vậy, không có ký. Không có lấy cân không, là nó cái nhiều cái ít. Cân nó đi hết, cô bảo cân nó đi hết. Để cô đó. Đấy, gánh một cô các bạn thấy không? Đi
bên dưới là có cái sọt để đồ á. Đây có bán ngay chợ húng các bạn. À, quý vị các bạn, hai vợ chồng Kim vừa chia sẻ quý vị một cái gánh bánh đúc của cô bán ở đây nhé. Cô bán ngay đối diện với chợ Búng luôn các bạn ha. Thì nếu quý vị các bạn ở Bình Dương thì có dịp đi ngang qua đây thì nhớ ghé bánh đúc thưởng thức nhé. Bánh đúc ở đây rất là ngon, có ba loại nhân, cái này bánh đúc dai này, bánh đúc chay này, rồi bánh đúc chay nhưng mà này là cái này dai, còn cái này thì bình thường này, còn cái này bánh đúc mặn này, nó ba loại, nó bán giá rất là bình dân luôn, chỉ có 5-10 ngàn thôi. À, mua về là ăn, là một người ăn là no luôn đó các bạn. Đó. Rồi, rất là cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi ha. Thì hy vọng là có dịp mình sẽ lên đây và cũng sẽ thưởng thức cái món bánh đúc của cô lại lần sau các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.